Và chúng ta tiếp tục mình đi vào câu hỏi số 26. Thứ nhất là cách ngâm mông lá cải. Thì công dụng của việc ngâm mông lá cải là giúp lưu thông tuần hoàn máu, giúp thải lượng muối dư thừa trong cơ thể, giúp làm giảm ngứa da, giúp cân bằng nội tiết tố, giúp giảm nám da mặt và ngủ ngon. Thì cái cách làm như sau. Mình lấy 30 gram lá cải khô nấu với 2 lít nước, để lửa thấp trong 30 phút. Mình tắt lửa, mình lọc lấy nước cho vào chậu lớn và thêm nước ấm vào cho đủ để khi ngồi vào trong chậu thì nước ngập quá rốn. Ngồi ngâm như vậy mỗi lần từ 10 tới 15 phút, có thể thêm vào trong nước lá cải từ 5 gram tới 9 gram muối trên 1 lít nước để ngâm mông, rất có lợi như trên và cho bệnh lở ngoài da. Thì ở đây mình lưu ý là chỉ dùng lá cải đai canh hoặc là turnip, là lá củ cải trắng á, là thường dùng làm thức ăn dưa món hoặc là xá bấu. Và cách làm lá cải khô thì mình lấy riêng cái phần lá cải của cây củ cải trắng, mình đem mình ngâm nước muối, mình rửa sạch rồi mình treo phơi khô chỗ chỗ nóng á, không có ánh nắng chiếu vào, gọi là phơi âm can, cho đến khi lá cải khô có màu vàng nâu là được. Rồi mình đem bỏ vào bao, mình dùng dần, mình cất ở chỗ khô ráo. Và trong trường hợp người yếu, trước khi ngâm mông 10 phút thì uống nửa chén nước trà già cộng với tương gừng mơ muối lâu năm để phòng bị mệt sau khi ngâm, mình uống ấm. Và những người mà phẫu thuật vùng dưới thì không nên, tại vì nước này nó ấm, nó nóng mà, cho nên nó làm bung, là nó bục ra những cái vết thương mà lâu đã phẫu thuật ở vùng dưới thì mình không nên. Đó là những cái lưu ý của câu 26.